Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Tiếp tục cái chủ đề về nhân tướng học, xem tướng mặt của phụ nữ. Thì trong cái video clip này, chúng ta đến với tướng mặt của người ưa sinh sự. Những người ngốc nghếch, thường ăn nói thiếu suy nghĩ, bụng dạ hẹp hòi, thiếu hiểu biết, lại hay vui giận thất thường, mọi người thường né tránh, không muốn tiếp xúc với những người này. Những người này không chỉ nhạt nhẽo mà còn vô dụng không làm được việc gì, luôn khiến cấp trên và đồng nghiệp đau đầu. Khi tuyển dụng nhân viên, chúng ta cần nhận diện rõ những người như thế. Bây giờ chúng ta hãy quan sát tướng mặt của người phụ nữ mà ưa sinh sự, thì xem thử nó có những cái đặc điểm gì. Đầu tiên á là chúng ta thấy là thái dương á là có nốt ruồi. rồi mũi á là mũi ba khúc và gáy là gáy mỏng miệng thì bên trái và bên phải là không đều nhau có nghĩa là miệng bị méo ha bị lệch và lưỡi là lưỡi ngắn chúng ta đi vào chi tiết từng các đặc điểm này xem trong nhân tướng học mô tả như thế nào nhé cái đặc điểm đầu tiên đó chính là mũi ba khúc là người có vui giận thất thường mũi ba khúc tức sống mũi nghiêng về bên phải rồi lại quẹo sang bên trái hoặc ngược lại tạo nên ba khúc rõ ràng người phụ nữ có tướng này thì tính cách hay thay đổi thất thường lúc khóc lúc cười dáng vẻ điên khùng người này làm việc không quyết đoán thường là do dự không dứt khoát không có chủ kiến hay chơi xỏ người khác nghiêm trọng nhất là khi gặp khó khăn thì đùn đẩy trách nhiệm cho người khác không bao giờ tự nhìn nhận bản thân đồng thời không chịu nghe người khác góp ý, rất cố chấp, thậm chí còn nghi ngờ người khác ám hại mình. Tiếp đến là cái đặc điểm Thái Dương có nốt ruồi là nhiều dục vọng. Các nhà nhân tướng học cho rằng á, những người phụ nữ mà có nốt ruồi trên Thái Dương thì có ham muốn tình dục cao. Nếu nốt ruồi nằm tại Thái Dương bên trái thì nhu cầu tình dục càng cao hơn nữa, rất dâm đảng về cơ bản là không thể tiết chế được phần lớn là không chung thủy khả năng ngoại tình là rất cao những người phụ nữ như thế rất phóng đảng sẽ chủ động có thai quyến rũ đàn ông cần hết sức lưu ý tiếp đến là đặc điểm là gáy mỏng là người đằng độ kém cỏi gáy mỏng tức là gáy bằng phẳng tựa giống như vách núi những người có gáy mỏng do sự phát triển không bình thường nên chỉ số thông minh không cao lười động não suy nghĩ. Nếu lại thêm trắng cũng thấp, nhỏ là người ngu si, không hiểu biết gì. Người phụ nữ mà có tướng mặt như vậy không có khả năng phân tích, biện luận, dễ nghe theo lời dèm pha của người khác, dễ bị chia rẽ. Cách giải quyết vấn đề này là đừng để cho người này nhàn rỗi, có việc làm rồi cô ta sẽ chuyên tâm làm việc mà không gây chuyện thị phi nữa. Tiếp đến là cái đặc điểm là môi bên trái và bên phải là không đều nhau là dễ gây vạ miệng. Người có mô bên trái và bên phải không đều nhau, á, đặc biệt là phụ nữ rất dễ gây vạ miệng. Tư duy nhanh, thích trêu chọc người khác. Thích bông đùa, cạnh khóe. Việc gì cũng nhúng tay vào, thể hiện bản thân rất tài giỏi. Thực ra, kiểu người này thường nói mà không suy nghĩ, thường nói lan man, thiếu trọng tâm, nên mất lòng mọi người. Bản thân vốn không phải là người giỏi ăn nói, chỉ là nói lung tung mà thôi. Tiếp đến là đặc điểm là lưỡi ngắn, là người bụng dạ hẹp hòi, thiếu hiểu biết. Trong sách tướng thuật có một câu rất phổ biến, bằng tiện Bắc ly, thằng thiệt thượng, nhắc sinh bôn tẩu, bắt kham ngôn. Muốn biết nghèo thì xem môi và lưỡi, cả đời bôn ba khổ cực không kể xiết. Ý nghĩa của câu nói rất rõ ràng, những người phụ nữ có vấn đề về môi và lưỡi thì cả đời sẽ không hạnh phúc. Vậy bản thân những người phụ nữ lưỡi ngắn có những tính xấu gì? Những người này tầm nhìn hạn hẹp, tâm địa hẹp hòi, thiếu hiểu biết. Thường là không muốn hiểu hoặc rất tự ti, lại không biết tự lượng sức mình. Gặp chuyện nhỏ cũng làm rùm beng lên và còn làm ra vẻ điềm tĩnh khiến người khác rất là khó chịu. Vâng, như vậy là chúng ta vừa đi qua cái nhân tướng học về tướng mặt của người phụ nữ là ưa sinh sự. Tóm lại thì trên gương mặt nó có những đặc điểm sau đây. Đầu tiên á là chúng ta thấy rằng á là cái mũi là mũi ba khúc. Và trên thái dương á là có nốt ruồi. Và cái gáy á là gáy mỏng. Và cái miệng thì bên phải và bên trái là không đều nhau, tức là miệng lệch. Và cái lưỡi là lưỡi ngắn. Đây là một cái phần nội dung trong Cẩm Nang về Nhân tướng học, xem tướng biết người của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa. Hy vọng rằng cái video clip này nó hữu ích và có giá trị. Các bạn hãy like video, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Một phút nhìn thấu tâm can. Nhân tướng học 32 gương mặt điển hình của phụ nữ. Khuôn mặt chính là trời đất càng khô Khuôn mặt của mỗi người thực chất chính là một vũ trụ thu nhỏ, trong đó bao gồm tất cả càng khôn. Trời là vầng trán đất là tai và cầm, sông núi đại diện cho thần khí, tinh thần đại diện cho thần tình. Mặt trăng và mặt trời chính là đôi mắt. Vũ trụ rộng lớn bao la, chứa đựng muôn vàng vì tinh tú. Tương tự, khuôn mặt cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin như sức khỏe, học vấn sự nghiệp, tính cách, phẩm chất, tài vật, tình duyên, vân vân. Nội dung phần này Một phút nhìn thấu tâm can Nhân tướng học 32 gương mặt điển hình của phụ nữ Đây là bí kíp của ông Thiệu Vĩ Hoa Chuyên gia nhân tướng học hàng đầu thế giới Người ta nói phụ nữ là rất khó đoán Nhưng trong nội dung này chỉ một phút có thể đoán biết được phần nào tính cách vận mệnh ngay. Đây chắc chắn là nội dung rất là thú vị. Chúng ta hãy cùng xem qua coi có đúng không nhé. 32. Tướng gương mặt điển hình sau đây Tướng mặt của cô gái sùng bái tiền bạc Tướng mặt của cô gái may mắn, phú quý tự tìm tới Tướng mặt của cô gái chỉ biết đến mình Thích ăn ngon mặc đẹp, tiêu xài hoang phí tướng mặt của cô gái là ngọn lửa giữa đêm đông, nhiệt tình như lửa. Tướng mặt của phụ nữ tai quái. Tướng mặt của những cô gái thích đóng kịch. Tướng mặt của cô gái ai gặp cũng yêu. Tướng mặt của người phụ nữ ương bướng. Tướng mặt của kẻ lặt lọng, không từ thủ đoạn nào. Tướng mặt của người phụ nữ giỏi giang, tài cán. Tướng mặt của người phụ nữ tài hoa, nhạy bén. Tướng mặt của người quen, phục tùng, nhẫn nhịn tướng mặt của những cô gái luôn cho mình là nhất tự phụ. Tướng mặt của người phụ nữ xấu xa từ trong trứng độc ác. Tướng mặt của người dễ bị kích động, dễ nổi nóng. Tướng mặt của người có vận may mắn, sinh ra đã là những đứa con cưng. Tướng mặt của người luôn gặp xui xẻo. Tướng mặt của người phụ nữ lãnh đạo. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ. Tướng mặt của người cao ngạo. Tướng mặt của người lòng dạ hẹp hòi. Tướng mặt của người phụ nữ qua cầu rút ván, vô tình, vô nghĩa. Tướng mặt của người phụ nữ chú ý đến chất lượng của cuộc sống, nhà, mỹ học. Tướng mặt của người phụ nữ nhút nhát. Tướng mặt của người phụ nữ sống khép kín. Tướng mặt của người phụ nữ cô độc. Tướng mặt của người phụ nữ bất mãn với chồng. Tướng mặt của người thích thể hiện. Tướng mặt của người ưa sinh sự. Tướng mặt của những người phụ nữ Cứng rắn, tướng mặt của người luôn vất vả, bùng phiền. Tướng mặt của người phụ nữ theo chủ nghĩa cá nhân. Tổng cộng là có 32 nhân tướng gương mặt điển hình của phụ nữ. Mỗi phần sẽ là một video clip. Mời các bạn đón xem. Hãy đăng ký kênh và bấm thông báo để nhận tin khi có video mới nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công. Trân trọng.